quyết định đầu tư rất là khủng khủng khiếp, đó chính là một camera mới. Các bạn đón xem camera mới là camera nào nha. Yeah. Chào, mình là Kirby, rất hân hạnh chào mừng các bạn. Hôm nay lần đầu tiên Kirby đến với các bạn là chương trình tập hợp. Và tập hợp hôm nay rất là đặc biệt, đó chính là Kirby phát triển lên một tầm cao mới. Trước giờ Kirby làm vlog, làm tất cả các video trên YouTube toàn là bằng điện thoại và edit bằng trên điện thoại, tất cả mọi thứ rất là mỏi tai. Hôm nay mình quyết định đầu tư rất là khủng khiếp, đó chính là một camera mới. Các bạn đón xem camera mới là camera nào nha. Yeah. Nói có nhìn thấy không? Cái vẻ bề ngoài cái hộp không á là rất biết Kirby rồi nha. Kirby là người rất là sống thích màu mè qua lá hẹ. Bây giờ cái hộp này nó sinh ra cho mình vậy. Trời ơi thích quá. Và chưa không biết xài sao luôn á. Thật sự Kirby rất là người dở về công nghệ. Kirby cũng nghiên cứu rất là nhiều các bạn. Kirby lên YouTube ha. Kirby tìm hiểu là cái máy nào có thể dùng cho vlog, cái máy nào có thể dùng cho ngoại cảnh. Và Kirby cũng suy nghĩ rất là kỹ là mình là quay ở nhà nhiều hay ngoại cảnh nhiều. Thì cuối cùng sau khi theo dõi tất cả các vlog của các bạn YouTuber trên toàn thế giới thì họ đều khuyên mình đó là nên sử dụng cái này, chính là Canon IOS M50. Cái này nó hợp cho những người mới bắt đầu làm vlog như Kirby. Thì Kirby đã tìm được tình yêu của mình rồi. Trời ơi thích quá. Bây giờ khui ra nha, các bạn coi nha. Trời ơi. Mình bắt đầu khui hộp nha các bạn. Mình rất là may mắn, mình vừa mua cái máy này trong dịp á, ở Best Buy nó giảm giá 100 đô. Tức á, là mình mua được có 590 đô thôi. Hiện tại á, bây giờ cái bộ kit này á, nó bán trên web á, là tới là 640 đô lận. Rất là lời nha các bạn nha. Lý do đầu tiên á, mà mình chọn nó là máy Canon á, không phải là máy chuyên nghiệp. Nhưng á, mà nó được nâng cấp lên là 4K. Rất là good, cho hình ảnh rất là good nha các bạn. Tốt hơn là 1080 HD. Và điều thứ hai nữa là nó được cắm trực tiếp vào cái micro luôn, giúp cho mình nó gắn micro vô rất thuận tiện, mình có thể thâu âm trực tiếp vô máy luôn, không cần phải qua một cái thiết bị nào hết, rất là ok, mình rất thích cái đó. Điều thứ ba là cái màn hình của nó được lật tới lật lui, xoay rất là ok, thuận tiện cho mình có thể quay nhìn được thấy mặt mình, nhìn thấy được nội dung phía trước, rất là tiện lợi. Điều hay nữa là cái màn hình của nó là màn hình cảm ứng, các bạn có thể điều chỉnh trên màn hình cảm ứng đó. Đặc biệt á, là nó rất là nhẹ, chợ các bạn ơi, rất là nhẹ, mình có thể xách đi đâu cũng được hết, không có nặng nề nha. Và nó có những cái phần á, để cho mình chọn rất là thông minh, dành cho những người mà mới bắt đầu sử dụng camera, có thể dễ dàng sử dụng một cách thuận lợi. Cái bộ này nó bán cho mình thêm một cái micro, và cái micro rất là ok, rất là mình thấy mấy cái YouTuber trên thế giới đều chọn nó đi sử dụng hết á. Bị quan trọng nữa là nó có kết nối Bluetooth nè, kết nối Wi-Fi, là mình có thể dễ dàng kết nối với Wi-Fi YouTube, chuyển thẳng từ cái file mà mình vừa quay vô điện thoại, vô máy tính mình luôn. Rất là tiện khúc này nha, rất là thích. Cái dở của nó theo đánh giá của các YouTuber trên thế giới là cái pin của nó sử dụng không có được lâu bạn ơi. Bạn phải sử dụng thêm cái pin sơ cua nha. Tóm lại á, mình thấy nó là một cái máy rất là good, giá thành ok, rẻ và hợp cho những vlogger không rành về công nghệ như mình sử dụng nó. Cầm trên tay cái máy này, Kirby cảm thấy rất là hạnh phúc, không biết tại sao nữa. Vì nó sẽ là một cái khởi đầu mới cho mình tiến tới là một vlogger trên YouTube. Và mình cũng muốn báo cho các bạn một cái tin đó là mình lại cũng gia nhập vào network của công ty Điền Quân ở bên Việt Nam. Thì họ gửi lời mời cho mình. Mình không biết sao nữa, nhưng mà cái đó là một cái gì đó mình cảm thấy là mình phải cố gắng làm cái vlog mình càng ngày càng tốt hơn. Thì hy vọng các bạn ủng hộ. Nếu như á, sau này các bạn xem cái clip của mình có quảng cáo á, thì các bạn cũng cố gắng xem ha. Thì tất cả những cái tiền quảng cáo của mình trên cái YouTube của mình á, mình sẽ dành hết 100%. Mình làm từ thiện ở tại Việt Nam. Mình xác định á, mình làm YouTube á, là mình muốn đóng góp cho cộng đồng, chứ mình không có muốn vụ lợi trong đây. Thì cái đầu tư này chính là đầu tư cho các người nghèo ở tại Việt Nam. Mình hy vọng các bạn ủng hộ mình nhé. Yeah. Bây giờ trên tay của Kirby có hai cái vật dụng rất là quan trọng cho một người bắt đầu làm một cái vlog.
thì nó sẽ giúp Kirby sau này á có được cái hình ảnh đẹp hơn, âm thanh tốt hơn khi nhờ nó cộng tác với Kirby. Kirby xem nó là hai người đồng hành mới của mình, rất là một cái bạn ủng hộ. Ok, xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vlog lần sau.